Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel NewVN của mình Thì mấy ngày vừa qua mình bị tai nạn giao thông Cho nên mình không thể làm clip thường xuyên được Cho nên các bạn cũng thông cảm Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn Một phần mềm theo dõi thời tiết trực tuyến Khi tải cái phần mềm này về Thì các bạn cũng có thể chủ động để xem thời tiết ở khu vực mình Hoặc là khắp nơi trên đất nước Việt Nam nó sẽ có thời tiết như thế nào và cái phần mềm này mình đánh giá nó cũng là một phần mềm khá là tốt thì với cái dự đoán xác suất của nó cũng tầm khoảng 90 phần trăm trở lên cho nên các bạn có thể yên tâm tải về mà sử dụng thì những bạn nào đã tải cái phần mềm dự báo bão Windy rồi thì chúng ta cũng nên tải cái phần mềm vô Windows này để các bạn có thể theo dõi thời tiết và chủ động trong việc à, uh, à, trong việc phòng chống mưa mưa gió gì đó vân vân hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nó để đi du lịch dã ngoại nó rất là hay thì để tải cái này về các bạn có thể vào xe Play hoặc là App Store trên uh, iOS thì các bạn sẽ tìm vào cái biểu tượng là vô Window đây các bạn gõ chữ vô đây nó có hiện ra nè đó thì cái ô vuông màu xanh và có hình cái à, mặt trời tim ở đây mình đã tải rồi cho nên mình sẽ không tải lại và mình chỉ mở nó lên đây mình sẽ chỉnh vặt lại cái thời tiết mà mình đang à, ở đó thì thường 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 á, thì các bạn ở khu vực nào khi mở cái ứng dụng lên nó sẽ hiển thị tại khu vực của các bạn thì đây là những ánh động đây các bạn có thể nhìn thấy những những mức ảnh động nè đó trực tiếp là bấm vào trực tiếp là cái thời giờ cái thời giờ nó đang hiển thị trực tiếp nè 55 giờ 48 32 độ tốc độ gió là 9 km trên giờ cảm giác như 39 độ này giống như là nó nóng hơn oi bức á độ ẩm là 67 phần trăm còn cái áp suất này là áp suất này là mình à, không biết nữa mình không hiểu cái à, cái SBA này nó là hiển thị áp suất gì và các bạn cũng có thể thay đổi ảnh trong cái phần này ừ. đó các bạn có thể chọn và các bạn cũng có thể mua luôn cái phần mềm này thì nó sẽ xóa bỏ những cái quảng cáo hoặc cho các bạn thêm nhiều cái tính năng hay ho nữa đây một năm là một trăm lẻ năm ngàn đó các bạn nào thích thì xài còn không thích thì có thể để để sử dụng các bạn à, miễn phí này rồi ví dụ như bây giờ là mình sẽ kiểm tra ở khu vực đồng hới thuộc tỉnh quảng bình nó sẽ có mưa hay không và những cái này là nó đều có âm thanh nhé các bạn có âm thanh mưa gió và cũng các bạn có thể nó có dự báo trước một vài ngày nè các bạn thấy không đó nó có thể dự báo trước đây ngày mai rồi ngày mốt thứ tư thì trời sẽ nhiều mây hơn đó các bạn có thể nhìn trong cái khoảng khung thời gian nè nó sẽ hiện thị ở đây hết và theo mình đánh giá thì cái phần mềm vô windows này nó khá là tốt cho nên các bạn cũng tải về để sử dụng thì ở đây mình sẽ chọn lại cái địa điểm mà cơn bão số 13 vừa đi vào là đồng hới nè. Đây, hiện tại trực tiếp nè. Đó, hiện tại ở ngoài đồng hới thuộc tỉnh Quảng Bình đang có mưa và mưa cũng nhỏ thôi. Chứ không đến nỗi nào nhiều. Thì mưa nhỏ, mưa lớn hay là cái gì đó các bạn có thể xem trực tiếp. Và cái tiếng mưa nó rơi xuống các bạn có thể cảm nhận được và các bạn biết được đó là mưa nhỏ hay mưa lớn và mình sẽ bấm vào ngày thứ ba hoặc bấm thêm vài giờ tới nữa bằng cách vuốt từ bên trái sang bên phải đó trời có thể tối rồi nè trời đã tối rồi vẫn còn mưa đó có thời gian hiển thị thời gian luôn đó trời vẫn mưa đến sáng trời vẫn mưa nhưng có vẻ mưa sẽ nhẹ hơn đó Đó, rất là hay phải không? Bây giờ mình sẽ chuyển tới thứ tư và mình xem tiếp. Ừ, trời nắng ráo. Thứ năm, trời cũng rất là tốt. Trời quang mây tạnh. Thì các bạn cũng có thể bấm vào tìm kiếm và chọn nơi các bạn đang sinh sống. Như là thí dụ ví dụ như mình chọn là khu vực thành phố Hồ Chí Minh là mình đang ở nè. Đó, mình bấm vào chữ trực tiếp. Thì hiện tại thì trời cũng 29 độ C và sẽ có mưa trong chiều nay vào một vài nơi thì khi này khi cái ứng dụng phần mềm này nó dự báo mưa cho các bạn á thì không phải là nguyên cái tỉnh đó hay là nguyên cái thành phố nguyên cái quận đó nó sẽ có mưa đâu mà nó cũng chỉ dự báo theo từng khu vực có thể có mưa và cũng có thể không đây mình sẽ dò thời tiết thì ở đây thời tiết vào chiều vào chiều tối đâu khoảng 17 giờ này, là 5 giờ chiều á thì sẽ có mưa ở một số nơi tiếc một cái là nó không có hiển thị cái nơi sẽ mưa giống như là ở quận 1 quận 2 vân vân đó nó là như vậy Đây. Đó. Rồi ok Mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn Cái phần mềm vô window này Thì các bạn có thể cài về Để chúng ta biết được sẽ có nắng hay mưa trong cái công việc là các bạn đi phượt đi chơi đi du lịch hay là đi làm công việc gì đó thì hy vọng là à, cái video này sẽ giúp cho các bạn có cái cách chủ động trước thời tiết thì hiện tại thì <laughs> hiện tại thì tình hình thời tiết như là thời tiết cực đoan nó sẽ diễn ra thường xuyên hơn cho nên mà các bạn có trong máy của mình một hai cái ứng dụng mà uy tín chất lượng thì các bạn cũng có thể biết trước được những cái khu vực nào những nơi nào nó sẽ có thời tiết như thế nào thì các bạn sẽ chủ động hơn rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau bye bye